Tính đâu qua cầu rồi chứ. Vậy mình đi vô coi cặp cái đó luôn ha. Rồi về đây rồi anh dẫn tham quan chuồng dê của bạn Tài với anh của anh. Rồi chạy đi, chạy tới đi rồi anh chạy theo. Chạy đường xa quá ghé thăm ghệ gì nữa nè, chắc có ghé thăm ghệ quá khá nghiệp. Hết hơi, hết hơi, mới lưới sò tính gậy lên xem nè. Ừ, con này mới mấy ngày, bữa nay dòm mà cũng im quá nè. Không, cái con sò này vậy chứ dòm nó cũng được á nghĩa. Ý bà cái nghiệp đòi như nè, mấy trái gà nè, ba ống nước trời nè, bự lên vậy nè. Còn này tao mới lớn lên thì có nước, tôi đổi được bự boy nè. Cái gì boy đỏ nè, đổi nữa rồi. Đổi cho tèo đó, thấy đổi cho tèo đó hả? Nãy mà để 5 con đó. Rồi nó bắt nịch bự cho hổm của anh đó, anh đó. Rồi. Con đực này là chuồng của anh. Nó đâu bên đông rồi đó, gửi. Gửi bạn nha. Nghe nhờ cái con này nó đẹp nè. Chuồng đâu. Thúc lan là mập, còn này ăn rau gác thả lan không. Chiều đưa ra ruộng nó kìa, lứt gì nó ăn lát hết trơn luôn. Rồi trời dê bây giờ nó mấy con trắng nó mập mập không. Ủa rồi về đây rồi bỏ hai đực này sao anh Mộng? Đâu bỏ. Nhưng mà hai có hai đực luôn nè. Bự đó mà bỏ hỏi mình ngáy thằng Tèo nó cũng đổi rồi, tôi đổi luôn rồi, bây giờ mình chờ cặp đi tới luôn đó. Rồi bẹo nó đó. Thì thấy vậy nhậu cho nó rồi rủ nó đổi luôn đó. Ủa rồi con cước 60 kg đó. Ra ngoài hay vậy? Trời ơi, đi nhậu đi với nhậu á, đi qua miền Đông nhậu chung với nó thì thấy đợt rồi nó trời qua anh nó thì nó đưa hai cái bển nó cho anh nó nuôi đó. Thấy đợt này cái lần đào nó qua ông có con nào bự trên này trùng quyết không? Thì nó có con đực bự mà nó mới nhảy mà con còn nhỏ quá à, chưa. Rồi nó lên đây nó nhậu, nó thấy nó rủ đổi rồi bữa đi qua Cộng Đông nhậu bên ông anh nó nhậu rồi, rồi thấy đợt này nè rồi đổi luôn. Rồi đổi luôn đó, bữa mình nó có tính ra rồi. Đổi con này anh có phần lợi hơn cái con đậu, cái con tôi đậu đen á. Nhưng mà cái phần đó, cái giống bo thì nó không có bằng con này. Thằng này có 38 kg nè, căng thử ha. Thì đặt cái này phải mắc cái kia chứ. Được cái con được giống là ok rồi. Tôi phải có cái là bị mẹ nó to quá trời to đó. Ừ. Mẹ đẻ tới 400 con, anh quay clip cái gì nè. Có. Mẹ nó quá trời mẹ. Này gọi cho anh cũng mới nuôi hả nghiệp? Hả nghiệp nuôi thôi, em cũng chưa từng nuôi dê. Cái này giới chọn nhà không à. Cái này nuôi cái này nữa, sau này có kinh nghiệm rồi thì mấy con này dễ ăn hơn mấy con dê trang trại vậy nhiều lắm. Tôi là bây giờ anh cắt mấy cỏ mấy con gùi anh dột vô quất liền đó, cái gì cũng ăn hết trơn luôn đó. Cây dê kia thì nó băm mái, phải băm mái đó, cạp trong lỏng luôn kìa, chưa hết bò đó, qua tết chứ cậu không ra đó trống đường lỗ rồi đó. Lúc này có hệ xô đũa nè nghiệp. Dục xô đũa ăn tối ngày thả rồi rồi có gùi lên bít mấy bờ đó chân luôn, rồi mùa hạn ăn cái nó cạp đó nhìn thấy lỗ chân đó. Nên về nó nhại mấy mùi rồi. Lắm. Nó nhại mấy cái mùi nó đái lên rồi nó cũng ít ăn nữa. Đó đó.
Hôm nay cái con này xe lưng lại nó hết mập như lúc bớt mới bắt về rồi. Bớt lại à? Ừ. Dê thả thì nó săn thịt lắm. Nó gõ không ơi. Ừ. Mà ông thấy con dê bự gì á, tôi nghĩ cỡ 55 kg còn cân 60 trời trời. Trời sao 60 kg đó. Con đực đầu đen đó hả? Đực trước đó rồi. Ừ, để ba con luôn đó. Thôi bách Thảo thì lứa đầu thì thấy chân cản nhỏ chứ lứa sau cái nữa nó phát lên rồi đó. Cái con đen này con của con nào? Con này nè. Con đen này đó hả? Ừ. Con đen này mà con trắng bự này nè. Đó hả? Trắng bự to đó. Ừ. Để con đen này nè. Bởi vì sao phải không? Cha nó hôm trước anh thấy cái con đực già nó cái đầu đen đó. Ừ. Cái đầu nó gì đó là cha nó, còn cái mình nó thì trắng mẹ nè. Con này cái sừng tốt. Mấy con nái đó giờ 4 năm lứa hết trơn rồi đó. 4 hay 5 gì hết trơn. Ê, con ba Thảo nó vú dữ. Đẻ ba. Đẻ ba mà con nào con nấy kìa. Không có tốn một miếng sữa cái gì hết trơn. Đã. Nuôi ba Thảo nhờ được vậy người ta mới thích đó chứ. Nói có trời chứ cái người mà cái người mình chăn nuôi có trời chứ. Ba con nó đẻ ra tự nó quản lý hơn tới bây giờ luôn á. Hình như ba con đực không hả? Hai con đực bự, con cái hơi nhỏ. Vậy đó. Con cái nằm đứng sát mẹ nó hơi nhỏ, bị nó bún lại á. Ừ. Nó hơi kém lên. Con cái sao làm lại hai đực chà bá luôn. Dê thả này nè, tôi chỉ anh nè, bê lớn hay dòng quá trời tốt. Lớn hay là tôi bún nọc rồi nè. Dê nhỏ này nè. Đó con dọn tôi đã chết rồi đó. Bún nọc rồi thì nó đẻ ra lứa thì nó cũng bằng con dê mà tôi cũng bán anh nè, nè, đó. Để ăn lưới thì lưới này nè. Đó, mới lưới xô. Lưới xô à. Bách Thảo thì tướng nó gôi vậy đó. Con này có ăn ngoài ký gì? 27, 28 ký. Mình bán chứ mình biết. Đâu lấy có căng không? Có căng nha. Đâu hãy lên thử đi, thấy nó bụng nó cũng đỡ lắm nè. Ngon lắm. Sao cái bụng nó trong bóc vậy à? Thầy dê nó vậy. Nó chịu ăn thì nó vậy đó. Con nó ăn tốt mà. Nó ăn mạnh thì bụng nó hơi to. Con nào nó ăn yếu thì nó ăn tốt thì mướt lông. Con nào mà chịu ăn mạnh là nó đẻ mướt lông à. Không mà cái giống dê lai tôi đẻ sai lắm. Con dê mà bo gặm luôn mà tôi ai cũng chịu. Cái đó là tôi thiệt. Mà bo gặm luôn mà ở đâu mà có mua gạt được. Mà lâu đẻ anh ơi. Con hay con thì đúng rồi mà. Thì cái con này đúng cũng cái dạng lai dữ rồi nè, con cái trắng này nè. Bởi vậy nó lai mà đã ta đổ lai cho lớn con mà. Ừ. Chứ bây giờ nói gạt ở đâu mà có gạt. Không, gạt có bị rồi, hồi đó đi lên trên trường học đại học thơ muốn. Thì lúc mua mấy cái lô nói lai gạt cái lúc là dự án đó. Thì đó đó. Trời ơi bắt về kìa, có nuôi được cái gì đâu. Chết mẹ. Dê chăn chạy về thúc thức ăn về đây rồi cái nó ốm nhách nó teo nhách luôn. Ba rau cỏ không à. Đâu như chăn chạy tao đổi ra ngào ngào đâu. Giờ nuôi thả lan là em thích nhất. Ừ thả vậy đó rồi. Nhiều cả khoảng 3 giờ, 2 giờ rưỡi là hai con tôi mở cửa rào cái chạy hơi ra ngoài ăn rứt ăn con bụp ăn đủ thứ cái sừng cỏ gì ăn. Nó dễ ăn mình dễ nuôi. Còn nó kén ăn rồi ông kiếm cái món nó tăng hạn, ông kiếm món nó ở đâu ra cho đuổi ở ngoài ở đâu ra. Ở ngoài thì em dê em là dễ ăn nhất. Lá dừa. Lá dừa nó chặt quất phà mà. Ừ. Lá dừa với lá lụa bằng đủ thứ chứ. Đẻo hết. Chứ ông mà dê mà cán ăn quá rồi thôi tôi chạy. Dê chăn thả cái nó thoải mái gì đâu. Nuôi mà sao em tánh em không thích nuôi mà từng ô học đâu. Hai con đực nó cũng bận đêm bận chuột quá. Hai con đầu đỏ đó. Hử? Bận con đực bận chuột quá. Hai đực à. Bán con nào? Con đầu đỏ. Bán con đầu đỏ hả? Đầu đỏ ngon rồi, bị gì đi ăn về nó quậy quá. Trời con nó bán khoảng mấy triệu rồi, để lát em chia sẻ lên luôn. Vậy thôi clip sau đi em chia sẻ. Clip này chủ yếu là quay cho em Nghiệp thấy bạn bè nhậu chơi con dê mẹ con này đi.
sừng á. Nói chung là tôi nuôi năm nay nó 6 năm rồi, cái số có sừng á nó chém quá trời, cái đầu cái con nào mà cái mà tốt mà không có sừng á tôi chừa lại, còn con nào mà ấy thì chê tôi nuôi cho chợ gì đó. Thấy con này giờ bự con rồi đó, mấy cái này nè. Cái này to không còn gì nữa. Mà nó cái con hồi đó cái con này đẻ ra con này nè. Điều trắng đó. Vậy này đó. Tại cha nó đậu đen, bữa hổng quay trong clip đó Nghiệp. Có trong clip thì cha nó có trong clip đó. Tôi đi đọ có khoảng 50 con. Còn ở đây thả lan thì 20 mấy ký là nó con đực nó quằn ở quần trên rồi. Thả gì sáng ra nó đẻo rồi. Ngoài anh cũng vậy, thả lan rồi chừng nào nó quằn à. Nuôi nuôi đây theo kiểu nhốt ô ở trên như trang trại là mình nuôi không có dê đâu, ít dê lắm. Ở đây vậy đó, rồi nó muốn nhảy cái nào nhảy gì đó. Sáng kéo cái chuồng ra dê rồi đó. Chèo cái ông chạy vô chuồng hết trơn. Con cũng bú mạnh nè. Nó nằm chắc cỡ 25 27 sải. Dê sò mới có với cái lứa mà đòi cái 30-40 ký thì ở đâu ra, từ từ nó lớn lên 1-2 lứa nó mới ra 30-40 ký. Ba con trắng đẹp. Thấy mấy con kia bầu vú sữa bự nhiều quá, con sao con này thấy. Vậy chứ nó so mà nó mới có một con, nó mới đẻ bự. Rồi á, mấy con kia tới 4 lứa, 5 lứa rồi từ từ.